Bà con và các bạn thân mến, nằm ở vùng ven Đà Lạt, xã Trầm Hành được biết đến như vùng đất của cà phê Arabica và chè ô lâm. Thế nhưng trong những năm gần đây, nông nghiệp công nghệ cao phát triển, nhiều bà con nông dân nắm bắt được xu thế và chuyển đổi một phần diện tích đất sang trồng rau hoa mang lại thu nhập cao. Mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình như thế. Nằm ở ngoại ô Đà Lạt vốn là vùng đất cà phê, thế nên Hầu hết nông dân ở xã Trạm Hành ít nhiều đều có vài sào đến vài hecta. Nhà nông Nguyễn Tiến cũng không ngoại lệ, có hơn 3 hecta canh tác cà phê Arabica. Người nông dân này đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 4 sào đất gần nhà để trồng rau và hoa công nghệ cao. Cách đây 5 năm, ông phá bỏ cà phê trên diện tích này và bắt đầu dựng nhà kính. Loại cây trồng mà ông chọn làm cây chủ lực trong khu nhà kính này là hoa đồng tiền. Theo ông Hoa đồng tiền rất thích hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Cây phát triển rất mạnh, cho hoa cao, màu sắc đẹp. Theo mà ở nhà kinh nghiệm là mà hầu kia mình để mình không làm vợ, mình trồng số. á. Nếu mà cái giá số ví dụ như là theo một nghìn đồng một ký, nhưng mà ví dụ như nó cũng bình thường là 4 tháng mình mới thu một lần mà so với cây hoa cây hoa nó cũng 4 tháng nhưng mà cây hoa đừng có là mình bây giờ cái tuổi thọ trung bình là mình cho cả 3 năm rưỡi đến 3 năm thôi. Thì mình mới tính là nếu mà một sầu hoa mà một tháng đánh tháng thứ tư mình thu là một sò là là một tháng được 15 triệu thì so với cái kia thì nó phải tỷ lệ cái cái mức độ thu nhập thì nó vẫn cao nhiều chứ so phải phải gấp đôi và gấp hơn nữa trung bình mỗi xào hoa đồng tiền có mức đầu tư khoảng 220 triệu đồng sau 4 tháng trồng cây sẽ cho thu hoạch với lứa đầu tiên ở khu vườn này mỗi ngày cắt được khoảng từ 6.000 đến 8.000 cành hoa với giá bán từ 1,5 đến 3.000 đồng một cành thì mỗi tháng 4 xào hoa này cho tu về khoảng 80 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như vậy, đòi hỏi người nông dân phải có kỹ thuật canh tác và những bí quyết riêng của mình. Khi mình làm mình rẽ phang đánh đắt là mình phải xử lý như tri cô ma này, rồi <laughs> sang là ví dụ mình trồng cái nhỏ là mình phải bôi mông saren, agifos. những cái đó là trừ cho làm cho các cây con nó khỏi cháy. À, đồng thời là cái cái cây nó dễ phát triển. Rồi mình phải lúc mà nó còn nhỏ thì mình phải chăm sát uh, là ví dụ như là thuốc kích thích. Hiện xã Trạm Hành có gần 300 nhà kính trồng rau hoa công nghệ cao các loại. Ngoài cà phê là cây trồng chủ lực thì rau hoa công nghệ cao cũng là một trong những hướng đi mà bà con nông dân cũng như chính quyền địa phương rất quan tâm. Thu nhập của cái uh, uh, sản xuất công nghệ cao này uh, thì nó và được xếp vào dạng là phải là khá ổn định vì một sào một mẫu cà phê hiện tại như một mẫu cà phê năm nay mà do sâu bệnh rồi nhiều thì thu nhập khoảng được cả năm sáu triệu nhưng mà một sào bông một sào nhà kính nếu như mà trồng bông đồng tiền hay là ớt hoặc là bông các tường thì thu nhập nó có thể là vượt lên tới cả trăm triệu hoặc trăm hai mươi triệu là đa số là người dân là rất muốn là cũng chuyển đổi qua công nghệ cao làm nếu so với việc canh tác các loại cây trồng khác, thì các loại rau hoa công nghệ cao đang mang lại lợi nhuận lớn hơn rất nhiều. Mỗi năm, một xào đất có thể đạt được 100 triệu đồng là không hề khó. Nhờ sự chuyển đổi này, hiệu quả đất trồng của xã Trạm Hành đã nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ gia đình nhờ trồng rau hoa đã làm giàu, có thu nhập cao, cải thiện được cuộc sống.